Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản nhà tốt, nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay tại video này Ngọc Ánh xin giới thiệu với quý khách hàng một vị trí căn nhà thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà này thông số nhà như sau: hướng nhà là hướng Tây Nam, thể hiện trên sổ đỏ là 32m² sử dụng riêng và 8m sân sử dụng chung nha quý khách hàng. Với cái căn nhà thiết kế rất là hiện đại, xây dựng là 4 tầng, 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng khách, 1 phòng bếp riêng biệt, có sân để xe riêng. Ngõ trước nhà là 2m2, cách với trục đường ô tô đi là 100m. Từ vị trí của ngôi nhà này cách với trục đường Lê Trọng Tấn, nó chỉ rơi vào phạm vi bán kính 1,2 km. Cách với lại trung tâm thương mại Ion Hà Đông, nó cũng rơi vào khoảng tầm 1,2 km thôi nha mọi người. Và cách với lại trục đường Lê Văn Lương kéo dài, nó rơi vào tầm 1,5 km. Rất là gần với trường Đại học Kiểm sát Hà Nội, chắc quý hàng nào cũng biết. Và với căn nhà thiết kế vô cùng tiện lợi, hướng nhà được hướng Tây Nam. Từ tầng 2 của ngôi nhà được thiết kế là xây đua ra rất là rộng nha mọi người. Đó, tầng 1 của ngôi nhà thì thiết kế là 32m đúng với sổ đỏ, nhưng tuy nhiên trên tầng 2 đây quý khách hàng có thể nhìn thực tế luôn. Ở đây có hai căn nhà nha mọi người. Đây, ngõ trước nhà và sân, ở đây cũng gọi là cái sân riêng, ở trên thể hiện ở trên sổ là 8m². Đó. Còn đây là đường ngõ đi vào, hai xe máy có thể tránh nhau, cách trục đường ô tô đi lại chỉ khoảng tầm 100m thôi. Mời mọi người theo em cụ thể vào cái thiết kế chính của ngôi nhà. Phần mặt tiền của ngôi nhà, mặt tiền của ngôi nhà là 3m85 nha mọi người. Và cái thiết kế cửa chính được thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa inox 304 và bên trong là cửa kính cường lực. Đó, đây mọi người có thể nhìn thấy luôn. Với cái giá bán của ngôi nhà thì quý khách hàng, Ngọc Anh sẽ chia sẻ cái phần mà ngân hàng hỗ trợ. Quý khách hàng với căn nhà này, quý khách hàng chỉ phải bỏ ra khoảng tầm 1 tỷ đồng thôi. 900 triệu cũng được, 900 triệu. Và 1 tỷ đồng là quý khách hàng đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà này rồi. Sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, hỗ trợ về vốn ngân hàng tối đa 80% giá trị của ngôi nhà. Được hỗ trợ vay trong vòng 25 năm và tối thiểu là 3 năm nha mọi người. Với lãi suất ưu đãi nhất trong tất cả các hình thức cho vay. Chỉ có ngân hàng là có thể là hỗ trợ quý khách hàng vay mua nhà lâu nhất với thời hạn tốt nhất thôi. Ngoài cái vị trí ngôi nhà này, Ngọc Ánh còn rất là nhiều cái căn nhà giá hợp lý ở khu vực phường Yên Nghĩa. Giá hiện tại có một căn thấp nhất là 1 tỷ 350 triệu đồng. Diện tích là 33m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng nha quý vị. Quý vị muốn biết thêm thông tin thì cứ gọi ngay cho em sau khi xem video này. Còn lại thì là Ngọc Ánh sẽ chia sẻ một chút là tất cả những video Ngọc Ánh quay lên gửi tới quý khách hàng đang xem, tất cả đều đã có sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Bên em khẳng định không làm những cái nhà nào mà chưa có sổ sách an toàn nha mọi người. Đây chính là phần phòng khách của ngôi nhà. Với phòng khách thiết kế cũng rất là hợp lý, bởi vì ở ngoài là phần để xe rồi, cho nên ở đây phòng khách chủ đầu tư lắp đặt luôn một cái quạt trần. Và ở đây là kệ để tivi nha mọi người. Vách alu ở đây, alu giả gỗ rất là đẹp, ốp đá đây. Trang trí rất đẹp mắt. Phần hoàn thiện của ngôi nhà này như trên hiện trạng, chỉ việc dọn đồ về và ở ngay lập tức. Bởi vì sao? Phần hoàn thiện thiết kế trong nhà đã được hoàn thiện 100%. Gạch lát nền kích thước 60-60, màu trắng vân đá và trần thạch cao, hệ thống giật cấp, hệ thống đèn led chiếu sáng, hồ sơ điện, hồ sơ nước của căn nhà này đã được thiết kế và lắp đặt đầy đủ. Sử dụng nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội nha mọi người. Đây chính là hết phần phòng khách. Mời quý khách hàng theo em vào phần phòng bếp của ngôi nhà. Vị trí thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông thì với cái căn nhà này thiết kế 4 phòng ngủ gọi là rất là hiếm nha mọi người. Bởi vì ngoài ra cụm Dương Nội thì Ngọc Ánh còn rất nhiều. Tuy nhiên thì một số căn chủ đầu tư chỉ thiết kế 30m², thiết kế xây dựng là 4,5 tầng thì mỗi tầng một phòng ngủ lớn. Còn ở đây với cái ngôi nhà này thì chủ đầu tư thiết kế 4 phòng ngủ dành cho quý khách hàng nào mà thích một tầng hai phòng thì căn nhà này rất là hợp lý. Vị trí gần chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học cấp 1, cấp 2 nói chung đầy đủ trong phạm vi bán kính tầm 800m, mà quay đầu những cái tiện ích sinh hoạt xung quanh thì quá là ok nha mọi người. Tiếp theo phần phòng bếp của ngôi nhà thì tủ bếp được thiết kế là tủ gỗ An Cường chống cong vênh mối mọt, bền bỉ với thời gian. Và cái gỗ An Cường này thì chắc chắn là quý khách hàng nào mà có quan tâm về nội thất thì cũng có biết và tìm hiểu được rằng là cái gỗ An Cường này là có thương hiệu ở trên thị trường, lâu năm ở trên thị trường. Xung quanh bếp là được ốp toàn bộ là kính ốp bếp Hải Long,
Đó. Và mặt bếp là được ốp đá đen granite và phụ kiện bếp được lắp đặt đi theo bếp thì hoàn toàn là chất liệu inox 304. Chậu rửa bát là chậu đúc liền khối và vòi chậu. Đó mọi người ạ, toàn hàng nhập khẩu thôi. Phần bếp ở đây là có một cái cửa sổ mở ra để lấy thoáng cho cái gian phòng bếp. Đó, quý khách hàng nhìn thấy không, đứng từ vị trí phòng bếp mà hướng ra phía phòng khách thì rất là rộng. Căn nhà thì được thiết kế hiện đại, kể cả là cái hệ thống trần thạch cao theo kiểu giật cấp. Mọi người có thể quan sát từ phía phòng bếp ra tới phòng khách, đó là thiết kế rất là khác nhau, chỉn chu từng tí một. Cái tông màu sơn của ngôi nhà thì cũng là tông màu sơn màu vàng nhạt, rất là đẹp, rất là sang. Tầng 1 còn có một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở đây thì đầy đủ về hệ thống bồn cầu liền khối, cũng như là hệ thống vòi rửa, vòi xịt, gương tắm. Đầy đủ hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 4 tầng của ngôi nhà. Cửa nhà vệ sinh được thiết kế hoàn toàn là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Tiếp tới đó là phần tay vịn cầu thang. Đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế hoàn toàn là gỗ lim Nam Phi. Mặt bậc cầu thang được ốp đá đen trắng granite. Đó, rất là sang. Và đây ở phía phòng khách và phía cầu thang thì được ngăn cách bởi một cái vách gỗ CNC trang trí giá khá là đẹp. Ở đây nó có thể được giỏ hoa ở đây mọi người nha. Đấy, để cho em 5 cái giỏ hoa ở đây thì quá là hợp lý. Và tiếp theo, bởi cái hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 2, tầng 3 với thiết kế một tầng 2 phòng ngủ thì như thế nào nhá. Ở trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế hành lang đi ra để chia tầng 2 thành 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh ra tham quan phía căn phòng ngủ thứ nhất, hướng ra phía bên ngoài của ngôi nhà đây. Hướng ra phía mặt ngõ, cửa sổ đây rất là thoáng và cửa sổ rộng luôn. Phần tầng 2 thì chủ đầu tư là slat sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Đầy đủ hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng và đầy đủ ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa của từng phòng. Cái căn phòng ngủ mặt ngoài này rất là rộng nha mọi người, nó rơi vào khoảng tầm 13-14 mét vuông. Cửa thông phòng của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Tiếp tới căn phòng ngủ phía bên trong thì cái căn phòng ngủ này thì có nhỏ hơn một chút so với cái phòng ngủ vừa rồi nha mọi người. Đấy, nếu như mà quý khách hàng nào mà để thiết kế cái căn phòng ngủ này để cho các bạn bé nhà mình ở thì quá là hợp lý. Đó, có cửa sổ ở đây mọi người nha, cửa sổ ở trong gian phòng ngủ này rất là thoáng ạ. Đấy, thiết kế những 4 phòng ngủ, 3 phòng vệ sinh. Và cái căn phòng ngủ này là có hẳn 2 cửa sổ nha mọi người. Đây ạ, 2 cửa sổ đấy. Đấy, phòng ngủ là được thiết kế là sàn gỗ công nghiệp. Cửa thông phòng đây. Đó. Vị trí của ngôi nhà này chỉ đi xe máy chỉ 2 phút là ra tới chợ dân sinh thôi mọi người ạ. Rất rất là tiện, đi lên tới trục đường Lê Trọng Tấn, đi ra đường Lê Văn Lương vô cùng gần. Tầng 2 này thì có một nhà vệ sinh ở phía bước chân cầu thang lên như Ngọc Ánh chia sẻ rồi. Đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu liền khối, bàn đá lavabo rất là đẹp. Thiết kế rất là hợp lý nha mọi người. Tiếp theo mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà. Với tầng 3 của ngôi nhà thì thiết kế tương tự như tầng 2, cũng thiết kế gồm 2 phòng ngủ và một phòng vệ sinh, nó giống hệt tầng 2 mọi người ạ. Đó, như vậy thì bước chân lên trên tới tầng 3 này của ngôi nhà đã có 4 căn phòng ngủ riêng biệt rồi. Quý khách hàng nào mà hiện tại đang có, ví dụ mà vợ chồng trẻ, có 2 vợ chồng 2 đứa con thì ở căn nhà này quá hợp lý luôn. 2 vợ chồng 1 căn phòng ngủ, còn lại 2 bạn nhỏ mỗi bạn 1 phòng ngủ riêng. Đó, rất rất hợp lý nha. Nó chỉ khác biệt một chút xíu ở cái phòng ngủ tầng 3 này, là không giống tầng 2 là cái cửa sổ thôi nha mọi người. Cửa sổ ở phía tầng 2 thì là để một ô, hẳn một ô cửa to, còn ở phía tầng 3 này thì là chủ đầu tư cố tình thiết kế ra 2 cửa sổ riêng. Đấy. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa của từng căn đều thiết kế đầy đủ hết rồi. Toàn bộ phòng ngủ được lát sàn gỗ. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 đây.
Nói chung với cái căn nhà này, vị trí của nó nữa, thì Ngọc Anh thấy quá là hợp lý đi ra tới trung tâm thương mại Aeon Hà Đông. Nếu mà đi xe máy chắc cũng chỉ tầm 5-7 phút thôi mọi người ạ. Rất là gần, vô cùng tiện ích. Đó. Và phần còn lại của ngôi nhà đó chính là tầng 4. Thì mời quý khách hàng theo chân Ngọc Anh lên trên phía tầng 4 khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Bước chân lên trên phía tầng 4 là có một ô giếng trời để lấy thoáng xuống toàn bộ khu vực cầu thang nha quý vị. Và trên tầng 4 của ngôi nhà này thì được thiết kế như sau. Một khu vực để máy giặt. Đây ạ, đây chính là khu vực để máy giặt ở đây, ống thoát nước. Đó. Trên tầng 4 này thì rất là thoáng. Một phòng thờ. Đây mọi người nha, một phòng thờ lớn đây. Mở cửa sổ ra thì cái ngôi nhà này rất là mát, rất là thoáng. Và ngôi nhà này thì phía trước của nó vô cùng thoáng, bởi vì phía trước đó là một cái sân của nhà dân. Mọi người ơi, đây này. Cho nên là không bị một cái căn nhà nào che chắn cả. Rất rất là thoáng, cây xanh xung quanh thì chợ, trường, rồi là dân cư thì đông đúc. Và còn lại là còn một phần sân phơi nữa nha mọi người. Đây chính là phần sân phơi. Đó. Phần sân phơi cũng là phần cuối cùng của cái ngôi nhà này, tầng 4. Đây là một cái cầu thang đi lên ở trên phía tầng thượng. Ở trên đấy thì chủ đầu tư đã lắp đặt sẵn cho mình một bồn nước một khối. Và ở phía dưới tầng 1 là đã có một cái bể ngầm là dung tích là 2 khối 7 rồi nha mọi người. Và đã có như Ngọc Anh chia sẻ thì tầng 1 là đã có đầy đủ cái hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng của ngôi nhà rồi. Vậy thì với cái căn nhà này như Ngọc Anh chia sẻ, 32m² trên sổ đỏ trên tầng 2, thiết kế xây đua ra rất rộng và có cái sân sử dụng chung là 8m. Vậy thì muốn quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về căn nhà này, à giá chào bán của căn nhà này là 2.430.000.000, hỗ trợ 900.000.000 trả tiền mặt ngay, thanh toán ngay về ở luôn và phần còn lại ngân hàng hỗ trợ. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin thì vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình nhé. 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những bất động sản tiếp theo của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.